Hello mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube Cuộc Sống Tha Hồ Chimney. Hôm nay mình quay cái đi dạo ở thành phố phố biển, bán đồ. Và hôm nay là ngày Chủ nhật. Ngay cái phố nhỏ vùng biển. Mình dẫn cho bé gấu đi ăn pizza. Và luôn tiện đây là quay cho mọi người coi. Đây là những cái khách sạn nhỏ, hotel. Ở một cái xứ sở gì suốt ngày lạnh. Đây, tới tiệm pizza.
một cái thành phố nhỏ, cho dân vùng biển mua sắm, bán đồ lưu niệm rồi thôi. Đây là lâu lắm rồi mình mới quay cảnh mùa hè, toàn là mình quay cảnh mùa đông thôi. Đó, thành phố rất là nhộn nhịp, phố biển của khu mình đang làm việc và kinh doanh và đang sinh sống ở nơi đây. Khách sạn, nhà hàng, cà phê. Đồ quà luôn nhỉ.
Cái hoa này thơm mọi người. Cửa hàng mua sắm toàn đồ mấy bà già không nên ở đây ở tốn kém lắm mọi người, không shopping được, không mua được nên tiền dư nhiều lắm mọi người ơi. Cửa hàng bán thịt hôm nay chủ nhật đóng cửa. Ở đây có cái nhà thờ nhỏ nhỏ cho mọi người đi lễ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube Cột Sống Thảo Hồ Chimney. Nếu các bạn ủng hộ kênh YouTube Cột Sống Thảo Hồ Chimney thì mọi người có thể đăng ký và like và comment dưới phần video của Thảo. Thảo rất trân trọng và biết ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày Chủ nhật thật đầy niềm vui và hạnh phúc. Bye bye mọi người.